Rồi, xin chào các bạn đến kênh Lan Rừng Cúc Cu các bạn ha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, mình sẽ ghép quế lên cái mảng gỗ này ha các bạn. Thì dụng cụ mình trước khi mà mình ghép á, thì đây mình chuẩn bị một cái mảng gỗ như thế này đây. Phía sau thì mình đã chuẩn bị một cái móc treo này các bạn. Nếu mà sau này thành phẩm thì mình sẽ treo nó như thế này ha, treo nó lên như thế này đây đó. Rồi, dụng cụ mình thì bao gồm có đầu bấm ha quý vị, một cây kìm, một cây kéo đây, là mình chuẩn bị thêm là một cái cuộn dây đồng như thế này ha quý vị đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành ghép cái quế tháng 8 này vào trong cái mảng gỗ này cho quý vị xem nha. Thì trong quá trình mà ghép như vậy đó, thì quý vị xem có vấn đề gì mà nó cảm thấy nó chưa hợp lý hoặc là nó vẫn còn sai kỹ thuật gì đó, thì quý vị cho mình xin comment hoặc là like, đăng ký, chia sẻ, nhấn chuông giùm mình nha. Rồi, bắt đầu mình sẽ ghép đây. Đầu tiên thì đây quý vị ha, đây thì cái mảng gỗ mình là mình sẽ thành phẩm mình sẽ treo nó đứng như thế này đó, cho nên là khi mà mình ghép á thì theo mình nghĩ là bây giờ mình sẽ ghép là cái chiều hướng là sẽ ghép như thế này ha quý vị ha, cho cây quế nó sẽ nằm theo hướng này, bắt đầu nó sẽ đổ từ từ đổ xuống ha quý vị nha. Đó, đây rồi, bây giờ mình sẽ cận cảnh mình ghép cho quý vị xem. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái cọng dây đồng quý vị, mình sử dụng một cái cọng dây đồng rất là dài nha, thật là dài luôn cho mình, dư thì mình sử dụng lại cũng được. Đây, cọng dây đồng này ha. Rồi xong thì cọng dây đồng này mình sẽ quấn vào trong cái cây quế tím này nha cả nhà, quấn vào các bạn, quấn vào cho quấn vào như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ cố định nó ha, thì mình cố định nó mình sử dụng nè, quay cận cảnh cho các bạn xem ha, quay cận cảnh cho các bạn xem. Mình sẽ sử dụng một cái đầu bấm nha cả nhà nha, sử dụng một cái đầu bấm như thế này đó, mình sẽ bấm vào trong cái mảng gỗ để mà cố định á. Đây mình cũng sẽ sử dụng bấm luôn. Rồi mình bấm hai lần để cho đảm bảo cái độ kín của nó nha quý vị nha. Này cứ quay sát sát cho sao nha, nhìn thấy rồi. Bắt đầu là mình được một cây rồi nè cả nhà ha, được một cây rồi, bắt đầu cây tiếp theo đây thì mình vẫn quấn cái cây này vào trong cái cọng kẽm cộng đồng này ha. Rồi sau đó mình dùng ghim bấm mình vẫn bấm lại cố định á. Nó cũng khá là chặt ha, ấy thêm một vòng để cho nó cứng. Hết ghi mà các bạn đợi xíu nha. Thank you.
Rồi kim nó như thế này nha cả nhà ha. Sau đó mình bỏ vào. Rồi, đó mình cố định được hai cây rồi nha cả nhà nha. Rồi, tiếp theo cây số 3. Ha, cây số 3 thì mình vẫn tiếp tục là mình sẽ quấn cọng kẽm này vào cây số 3. Số 3. Sau đó mình dùng kim bấm mình bấm vào. Ha. Kim bấm này nó cũng dễ xài đó các bạn. Vì mình có thể là mình bám thì nó bám rất là chặt lên thân gỗ. Rồi ha, nhánh thứ ba là mình cũng cố định được rồi đây. Rồi tiếp theo mình sẽ ghép nguyên cái nhánh to này vào luôn. Thì mình cũng quấn khoảng đôi ba vòng để mình cố định đó. Này. À, mình sẽ cố định đó. Qua một vòng. Định được một cái nhánh nữa rồi ha. Rồi đây, 1, 2, 3 nhánh. Thì khi mà rễ nó ra đó các bạn, thì tự động nó sẽ bám vào trong cái giá thể này ha. Sẽ bám vào trong cái bảng gỗ này. Rồi, mình tiếp tục ha. Mình cũng vấn vào trong cái cọng đồng này để mình cố định á. Đây, mình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được 6 thân ha. Mình ghép được 6 thân vô nè các bạn. Thì mình thấy thì tại vì cái độ thưa nó vẫn còn, thì có thể là mình chen vô giữa một vài thân nữa nha.
quý vị nha. Hiện tại giờ mình cũng đã ghép được cái gần 10 thân vào trong cái khúc gỗ như thế này, miếng gỗ như thế này. Thì sau khi mà mình chắc có thể thành phẩm xong thì mình sẽ treo lên nó như thế này nha cả nhà ha. Mình sẽ treo lên như thế này đó. Thì ở dưới đây mình có thể là trồng hai cây nữa ha các bạn ha, khoảng hai cây nữa để cho nó rủ xuống khu vực này, để cho nó bám rễ vô khu vực này. Cái này được quý vị, do trên rừng thì các bạn vừa hái về cho nên là nó vẫn còn bám vô những cái khúc gỗ gần như thế này. Thì các bạn có thể là tước ra hoặc là mình có thể giữ nguyên luôn vẫn được nha cả nhà nha. Mình cứ giữ nguyên luôn vẫn được. Đây, mình cứ giữ nguyên cái khúc gỗ như thế này đây. Đầu tiên thì các bạn cứ lấy một cái cọng đồng, thì các bạn cố định nó trước đi ha. Mình sẽ cố định cái khúc gỗ này, với lại là cho những cái mớ rễ này nó sẽ siết chặt vào trong cái khúc gỗ trước. Rồi sau đó là mình ghép trực tiếp cái khúc gỗ này vào trong cái miếng gỗ của mình luôn. Đó, mình cứ cho nó bám chặt như thế này ha. Rồi xong. Sau đó thì mình sẽ đặt nó vào trong đây. Đặt nó vào đây. Rồi sau đó là các bạn cứ dùng dây đồng như thế này là mình cũng đó mình chăm khoảng một ngày, mình tưới nước hai lần đó, thì từ từ thì rễ nó sẽ kích ra và nó sẽ ra rễ. Lúc đó là mình sẽ mua một số loại thuốc kích thích rễ trên thị trường hiện tại bây giờ đó quý vị, để mình dưỡng rễ cho nó. Chứ mà khi mà nó vừa về mà các bạn tưới thuốc rễ liền á thì nó không có hấp thụ được đâu và nó không có ra rễ được đâu đó. Về thì các bạn loại nào mà nó có hoa hoặc là nó ra trái thì các bạn cứ cắt bỏ nó đi để mình dưỡng cây. Những cái rễ già thì mình có thể mình tỉ những cái rễ già này lại. Nếu quý vị ha.
những cái lá đỏ rồi mình cứ tỉa mình cắt bớt để cho cây nó đừng có nó bản thân là ở rừng mình đem về nó đã mất sức rồi ha, mình nhổ rừng về nó đã mất sức rồi, à, trong quá trình mà vận chuyển tới nhà các bạn nữa thì nó cũng mất sức nữa đó. Cho nên thì tốt nhất khi mà về thì các bạn khoan hả đụng về thuốc, à, cho những cái loại cây như thế này hạn chế tối đa về thuốc nha. Mình cứ để trong bóng râm, một ngày chỉ tưới 2 lần cho mình thì cây nó sau này nó sống rất là khỏe và mình chăm sóc nó rất là dễ, rất là tiện chăm sóc luôn đây ha. Rồi để mình treo lên cho các bạn xem nha. Thì khi mà mình để cố định mình trồng thì mình sẽ treo lên như thế này đây nhà nha. Rồi đây ha, đây mình cũng vừa mới ghép xong một cái giò quế tháng 8 nha cả nhà nha, quế tháng 8. Và các bạn xem cảm thấy hay thì xin đăng ký kênh và nhấn chuông cho mình, like và share chẻ cái video này cho mình ha, để sau này mà mình có động lực mình sẽ làm những cái video tiếp theo cho các bạn xem. Và cái quế tím này nếu mà anh em nào muốn giao lưu thì mình cũng sẽ giao lưu luôn. Thì cái giò quế tím này ghép trên cái miếng gỗ này, các bạn xem cái miếng gỗ này thì bây giờ rất là quý nha, miếng gỗ này rất là chắc luôn, mình để rất là lâu năm mà vẫn là vẫn chưa có mục đó đó. Và cái giò này thì mình sẽ để cho các bạn chơi và sưu tầm. Đây là 700 mình sẽ bao ship thôi các bạn ha. Cái mã này cái mã 1Ơ nha cả nhà nha, cái mã 1Ơ đó. Nếu mà các bạn xem cảm thấy thích và yêu mến thì có thể là comment dưới phần bình luận cho mình và để lại số điện thoại, Lan Rừng Cúc Cu sẽ liên hệ với các bạn ha các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ Lan Rừng Cúc Cu nha. Xin chào.